Em xin chào và thầy cô và các bạn. Em tên là Hán Thái Vân, em học lớp 54 trường tiểu học Xuân Hiệp. Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người về bài báo cáo của em. Bài báo cáo của em tên là Rắn Săn Mồi. Luật chơi như sau: khi màn hình xuất hiện, con rắn sẽ tìm thức ăn, và khi đến chỗ thức ăn thì con rắn sẽ ăn được và dài thêm một khúc nữa. Nhưng mà khi mà con rắn bò hết mặt màn hình bên ngoài thì rắn sẽ chết. Và khó khăn của em ở đây là em rất là khó tìm hình nền, nên là em không có tìm được cái hình nền nào nó phù hợp, hoặc là có tìm được nhưng mà nó cũng lớn hơn hoặc nhỏ hơn thôi. Nên là có một cái mà em chưa hoàn thành, đó chính là em chưa có hoàn thành cái hình nền, và em cũng không biết làm sao mà để cho nó đẹp hơn ngoài mấy cái khối vuông thôi. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Vân chạy chương trình như giờ cô và các bạn nhìn thấy. Ở sao mà nó thua đấy? Dạ, con lỡ phát ra nè, con lỡ chạy qua màn hình. Tức là vượt biên bốn cạnh đường biên là nó thua à? Dạ. Mời bằng C chơi lại. Thế em cũng không có tăng độ khó đúng không? Nó tăng điểm đến khi nào mắc không? Có điểm mắc nào đó đạt được thì nó hiện thắng cuộc cái gì đấy không? Dạ có cô, nhưng mà con lỡ đặt nhiều quá. Đặt bao nhiêu? Là 250 lận. Thì nó mới hiện chữ thắng cuộc. Vâng. Giờ sửa thành 10 rồi. Chơi lại rồi. Nhưng mà con không chơi được đến 10 đâu con chơi dở. Thế thì chơi đến 5. Sửa thành 5 rồi nè. Dạ đã không tiền. Đâu đấy, bây giờ tìm xem cái số điểm con đặt 250 bây giờ còn sửa thành 5 thôi cả. Hình như là con lỡ xá rồi hay sao đó cô? Nhìn xem cái chỗ score của con đâu. Điểm đâu? Thế rồi con lỡ xá rồi chắc sáng nay con Không, thấy gì? không, 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 không. Kéo dừa xuống dưới của xe nào. Không phải đây. Nữa nào. Con để là score sao mà. Do score cơ kìa. Không, cái chỗ vừa nãy rồi. Đâu nhỉ? Vừa nãy có thấy cái biến do score điểm trừ 1 thì tăng cộng 1 thôi mà. Trên thì sao? Đây này. Cái thằng 65 thôi cả. Do score là điểm. Nếu ăn chỗ này là game bằng chu rồi. Không có cái chỗ nào nó thể hiện điểm tăng 1 với lại kiểm tra số điểm. Chả thấy đâu cả. Cái này không có chức năng đấy rồi. Nó không có chức năng hiện 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 thắng cuộc à. Cô chưa nhìn đến chỗ nào kiểm tra điểm lớn hơn 50 gì. Qua con có làm mà sao quên luôn, không biết ai sao con rồi cô. Qua con còn có làm nhạc nữa cô, Đây, không có nhạc à? lúc đầu là như vậy mà con có
con về đây để có gì mất, nhưng mà con tìm mãi không có thấy con, mà con lỡ xá bà nhạc con chỉ lưu vào đây thôi. Máy của mình ai động vào? Không biết nữa con, tại vì hôm qua mẹ con mở máy con làm việc mà mẹ con lâu lâu bấm nhầm vào này, con xá lên xá xuống luôn con. Rồi, để cô mời các bạn nhận xét. Bác nào bác nhận xét cô bài và Thái Vân à? Em thấy đi bài của bạn Thái Vân cũng có những câu lệnh mới, và cũng như là cũng trình bày thì cũng được, mà có điều là cái file game, em thấy cái file game trên display.update nhỉ, mình nên bỏ bên dưới, và cũng như là cũng phải tìm cái đồ họa của nó lên kiếm. Bạn vẽ hình vuông cho nó dễ thể hiện con rắn thì nó mới thêm thêm nó nối dài ra, cứ nối thêm ô vuông vào thôi. Rồi cô cảm ơn phần nhận xét của bạn Quỳnh Anh nào. Còn được cô là bài của bạn đã đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng mà con thấy mấy cái hình vuông nó hơi chán. Hơi đơn điệu, đồ họa là hơi đơn điệu. Đức Trung nào. Đức Trung cho cô nhận xét bài bạn nào. Em với cô là bạn nên trang trí con rắn với cả là thêm cái chức năng như kiểu là địa hiện điểm, với cả là nếu mà ăn được bao nhiêu điểm đấy thì sẽ thắng, bởi vì trong game có săn mồi, nếu mà ăn được kiểu kịch hết màn hình thì nó thắng rồi. Bạn ấy đang bảo là xóa mất cái chức năng bao nhiêu điểm thì thắng. Đồ họa thì hơi đơn giản. Rồi. Cảm ơn phần nhận xét của các bạn. Cô có cái nhận xét như thế này. Về thuyết trình thì bạn nói rất là rõ ràng, rành mạch rồi. Các bạn đều nghe thấy. Lưu loát. Còn về chương trình thì như các bạn thấy là cái trò chơi này của bạn thì về kiến thức mà cô đã dạy thì bạn có áp dụng được rồi. Ở đây thì ý tưởng thì khá là ok. Còn cái phần duy nhất là cái phần đồ họa mình để nó hơi đơn điệu. Một màu đồng nhất. Con rắn thì nó chỉ là các khối hình ghép lại thôi. Tức là mình hiểu, mình nói nó là con rắn thì mọi người mới nghĩ nó là con rắn được. Mọi người, nếu mà nhìn thấy lần đầu thì không nghĩ đấy là con rắn. Đúng không? Đấy thì mình đặt tên cho nó, mình đưa ra ý tưởng, mình đặt tên cho nó là rắn săn mồi thôi. Thì cái game này thì thực ra nó cũng là một cái game ở trên mạng, các bạn tìm kiếm rất là dễ. Và các bạn học các trang nó hướng dẫn thì các bạn cũng học một buổi các bạn có thể làm được. Đấy. Thì cái này thì bạn có thể tham khảo ở đâu đó thì không sao, cũng cái này cũng không cấm, nhưng mà bạn dù sao thì bạn cũng đã hiểu cái phần mình đã làm. Nên là cô vẫn chấp nhận cái bài thuyết trình của bạn Bảo Trân. À cô xin lỗi bạn Thái Vân. Chúc mừng Thái Vân nhá, chúc mừng Thái Vân đã hoàn thành cái sản phẩm dự án sáng tạo. Hy vọng vọng là cái bài dự án sau Thái Vân sẽ làm tốt hơn, đặc biệt là cái mảng đồ họa. Chọn được hình ảnh các thứ nó đẹp hơn nhá. Dạ con cũng